Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra lốc xoáy khiến 36 căn nhà của người dân bị tốc mái, rất may không có thiệt hại về người. Khoảng 19 giờ tối qua, lốc xoáy bất ngờ quét qua các thôn Mỹ Thuận, Kim Giao, dùng 4 của xã Phổ Thuận, khiến 36 căn nhà bị tốc mái. Ngói rơi đã làm hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà của người dân, nhận tin báo lãnh đạo thị xã đức phổ đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra bố trí chỗ ở tạm cho người dân đồng thời quy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai